Giờ tôi sang nói cái phần thứ tư là phần cái chiến dịch phòng ngự bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị nó diễn ra như thế nào. Thì xin báo cáo công chí là khi chúng ta giải phóng được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị thì cái lực lượng của chúng ta, một số cái mũi tấn công của chúng ta cũng đã vượt được cả sông Mỹ Chánh, chiếm được thêm 4 xã của Thừa Thiên Huế. Cho nên trước cái đà tấn công như vậy thì chúng ta cũng hơi chủ quan, cho là đăng cái thế đấy thì chúng ta có cơ hội thì có thể giải phóng luôn cả thành phố Huế. Cho nên là chúng ta đưa lực lượng sát vào bờ sông Mỹ Chánh, trong đó có cả lực lượng hải quân cũng nước ấy, cũng rời khỏi cửa Việt đi vào bắc sông Mỹ Chánh để mà sẵn sàng vượt sông vào chiếm cái cửa sông Tư Hiền và cửa sông Hội An. Thế lực lượng pháo binh xe tăng chúng ta cũng đưa sát vào luôn cái bờ sông Mỹ Chánh. Nhưng không ngờ đâu là địch mở cái chiến dịch Nam Sơn 72 này, chúng dùng một cái lực lượng mạnh quá, chúng dùng cái sư đoàn dù ấy, là nhảy luôn vào phía sau các trận địa pháo và xe tăng của chúng ta, và chúng ta bị bất ngờ. Chúng cũng thu được một số xe tăng và pháo binh của chúng ta này các đồng chí. Thì cũng đây chúng ta bị bất ngờ quá. Sau đó chúng ta quân lộn với địch suốt cuối tháng 5 đầu tháng 6 ở khu vực Hải Năng. Thì lúc đó là sư đoàn 308, sư đoàn 304 và sư đoàn 320 chiến đấu rất ác liệt. Các đồng chí hải quân tàu không số mà còn chiến đấu, có đại đội chỉ còn có mấy người thì xin báo cáo là nó ác liệt như vậy. Trung đoàn 18, sư đoàn 325 chúng tôi cũng vào kịp để chiến đấu trong cái khu vực này. Thì trước tình hình đó thì chúng ta không thể nào lại giữ cái tư thế tấn công vào Huế được nữa. Chúng ta phải nhanh chóng chuyển sang từ tấn công chuyển sang phòng ngự. Cho nên ta mới có gọi là cái chiến dịch phòng ngự bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị là như vậy. Tức là đầu tháng 6 chúng ta chuyển sang cái chiến dịch phòng ngự bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị. Bà đã gọi là chiến dịch phòng ngự thì lại phải có tuyến, chứ không thể nào đánh là cài sáng được như mấy cái tuần trước đây ở chỗ Hải Năng được, phải thành tuyến phòng ngự. Thì tuyến đông chúng ta sử dụng sư đoàn 3, sư đoàn 101 của sư đoàn 325 và trung đoàn 27 của sư đoàn 320B. Cái trung đoàn 27 này là trung đoàn các đồng chí đánh tốt lắm. Các đồng chí đánh từ khe xanh, đánh từ giai đoạn 1 sang giai đoạn các đồng chí về tướng lĩnh rất giỏi. Đồng chí Hiệu sau này nên là thượng tướng, trung đoàn trưởng trung đoàn này, các đồng chí đánh tốt lắm. Thế thì phía đông chỉ có 2 trung đoàn thôi. Còn phía thị xã thì chúng ta sử dụng 2 trung đoàn 48 của sư đoàn 320B và trung đoàn 95 của sư đoàn 325. Giai đoạn đầu thì chúng ta có cái tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 5 ấy, của trung đoàn 18, tiểu đoàn 7 của trung đoàn 88 sư đoàn 308, tiểu đoàn 5 của trung đoàn 64 của sư đoàn 320, tiểu đoàn 5 của trung đoàn 165 sư đoàn 312. Thì như thế trong thị xã chúng ta có 5 tiểu đoàn và 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương, là tiểu đoàn 3 do đồng chí Mến làm tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn 8 do đồng chí Cuông làm tiểu đoàn trưởng. Chùm lên bộ phận này thì không phải là sư đoàn mà là chỉ 2 cái cơ quan chỉ huy trung đoàn phối hợp nhau để thành là một bộ chỉ huy phối hợp thôi. Thì gồm đồng chí Thúy ở trung đoàn 48 làm chỉ huy trưởng, đồng chí Thả trung đoàn 95 làm chính ủy, đồng chí Như Khải Như làm tham mưu trưởng. Đây là cái bộ phận thôi chứ không phải là cấp sư đoàn. Cho nên trong sau này chúng ta cứ quên gọi là chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị là không phải. Trong đây chúng ta chỉ sử dụng có 2 trung đoàn, mà cấp trung đoàn thì không gọi là cấp chiến dịch. Cấp chiến dịch về nguyên tắc nó phải là cấp sư đoàn đổ lên.
Cho nên là ở thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị nó chỉ là một hướng phòng ngự thôi và là một trận đánh thôi. Thì ở tuyến giữa chúng ta dùng hai trung đoàn như vậy. Đằng sau cái hai trung đoàn này thì chúng ta để trung đoàn 48 ở bên kia sông Thạch Hãn để làm đội dự bị cho hai cái trung đoàn này. Trung đoàn 48, à trung đoàn 18 của sư đoàn 325. Còn phía Tây chúng ta dùng tới 9 trung đoàn của 3 sư đoàn. Sư đoàn 308, sư đoàn 304, sư đoàn 312. Thế và đặc biệt trong giai đoạn này thì chúng ta điều thêm 2 cái sư đoàn về vào tham gia nữa là sư đoàn 325 và ở miền Bắc vào và sư đoàn 312 ở bên Lào về. Như thế có 3 sư đoàn đã đánh nhau từ đầu là sư đoàn 304, sư đoàn 320, sư đoàn 328. Thì có 2 sư đoàn mới là sư đoàn 312 và sư đoàn 325 từ Bắc vào. Như thế là ở phía Tây chúng ta dùng tới 9 trung đoàn. Tại sao như vậy? Vì nếu để địch chiếm được các cái dãy núi phía Tây của huyện Hải Năng và huyện Triệu Phong thì chúng khống chế toàn bộ cái đồng bằng của hai huyện Hải Năng và Triệu Phong. Đồng thời chúng vượt được qua cái tuyến này, chúng sẽ chiếm Ba Lòng và tiến ra đường 9. Và khi chúng đã tiến ra đường 9 cái đoạn cầu Ca Đông và Tân Lâm thì chúng sẽ chia cách cắt ở đường 9 để mà chia cắt giữa Đông Hà và Khe Xanh. Và dần tiến đến là chúng giải phóng, chiếm đóng Đông Hà của chúng ta. Cho nên cái phía Tây thì chúng ta để lực lượng đông gấp 4 lần cái lực lượng chiến đấu ở trong thành. Thì xin báo cáo các ông chí là như vậy. Và toàn bộ cái tuyến phòng ngự của chúng ta như vậy. Và cái cuộc chiến đấu này nó diễn ra vô cùng ác liệt. Đặc biệt là trung đoàn 48 và trung đoàn 95 ở trong thành cổ Quảng Trị. Vì chúng đặt ra cái giai đoạn 1 là chúng phải chiếm được thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị. Đấy, trong vòng 10 đến 15 ngày để chúng lấy cái thành tích đấy áp chúng ta ở hội nghị Paris. Cho nên có những lúc nó chưa chiếm được mà nó phải đóng giả trong cờ để cắm cờ để mà đưa ra cái truyền thông thế giới. Cho nên chúng công quyết phải chiếm được cái thị xã và thành cổ Quảng Trị. Thị xã Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị không phải là một địa bàn quan trọng về mặt quân sự, nhưng nó là thủ phủ của một cái tỉnh Quảng Trị. Cho nên trên thế giới thì thường là khi đảo chính vậy và khi chiến tranh vậy, chiếm được thủ đô là chiếm được cả nước, chiếm được thủ phủ của một tỉnh là chiếm được toàn bộ cả tỉnh. Cho nên là thị xã Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị nó không quan trọng về vị trí quân sự, nhưng nó lại rất quan trọng về ý nghĩa chính trị. Mà cái giai đoạn 1 thì chúng đạt mục tiêu là phải chiếm được thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị. Cho nên nó đánh rất gay gắt mà chúng ta giữ được đến 81 ngày đêm cũng là ác liệt lắm rồi. Xin báo cáo là nếu tính bình quân, mỗi ngày chúng ta phải thay phiên nhau một đại đội cho hai trung đoàn 95 và trung đoàn 48 và năm cái tiểu đoàn chiến đấu trong thành, chết mỗi ngày, mỗi đêm là tương đương một đại đội tức 120 người. Thế còn tuyến đông ở phía từ Chợ Sải đến Long Quang chúng ta cũng hy sinh nhiều lắm. Rồi tuyến tây từ Động Ông Do trên các cái dãy núi ở phía tây của Lạng Giang, của Hải Năng chúng ta cũng hy sinh nhiều lắm. Cho nên nếu toàn mặt trận thì chúng ta hy sinh mỗi ngày mỗi đêm khoảng từ 200 đến 300 đồng chí. Có thể nói là chưa có một cái cuộc chiến tranh nào mà nó ác liệt như vậy. Sau khi mà chiến tranh kết thúc, chúng ta bắt được tài liệu của địch, nó tổng kết lại thì nó đã thả súng trong cái thời gian mà nó chiến đấu với ta trong cái chiến dịch này, thì địch đã thả súng đây tới 32 vạn tấn bom đạn bằng 7 quả bom nguyên tử mà địch thả xuống Nhật Bản. 32 vạn tấn bom đạn. Mà phần lớn số bom đạn này là nó thả xuống thị xã Quảng Trị, thành cổ Quảng Trị và mấy cái xã của huyện Triệu Phong như là xã Triệu Thành, xã Triệu Đông, xã Triệu Hòa, xã Triệu Trạch. Rất ác liệt. Mà ngồi tính như thế này, anh em ở Quảng Trị bây giờ người ta gọi là mỗi người chịu được 8 tấn bom đạn thì nhiều người không hiểu là làm sao mà lại lớn như vậy. Là vì huyện Triệu Phong và huyện Hải Năng thì khi chúng ta tấn công vào một số dân là chạy vào Huế, Đà Nẵng. Còn phần lớn ở lại với ta
thì ta cũng phải yêu cầu ra sơ tán ngoài Vĩnh Linh, Quảng Bình. Khi xảy ra chiến sự phòng ngự bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị thì ở vùng huyện Hải Năng và huyện Triệu Phong là không còn người dân nào, mà mỗi xã chỉ có từ 30 đến 50 du kích thôi. Thế mà quân đội chúng ta thì nhiều đơn vị, một đại đội 120 người cũng chỉ còn 5-6 người thôi. Thế như thế là nếu như chúng ta biên chế đủ thì có hơn 8 vạn quân, nhưng chúng ta hy sinh nhiều rồi, cho nên cũng chỉ còn khoảng hơn 3 vạn cho đến gần 4 vạn người quân đội thôi, quân đội chính quy thôi. Và khoảng 3.000, gần 3.000 dân quân du kích, là chúng ta cộng cả dân quân du kích và bộ đội chủ lực, là khi chiến đấu phòng ngự chúng ta có khoảng 4 vạn quân. Thế mà các đồng chí lấy 12 tấn bom đạn chia cho 4 vạn thì có phải 4832 không? Thế là mỗi người chúng ta phải chỉ được 8 tấn bom đạn. Thì các đồng chí thấy có cuộc chiến tranh nào trên thế giới nó ác liệt như vậy? 8 tấn bom đạn. Cho nên người này ngã xuống, người khác sống lên. Mà đánh nhau trong thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị còn khổ hơn các cánh quân. Ở cái chỗ là nước lụt. Có 3 trận mưa, một trận ngày mùng 9, ngày mùng 10 tháng 7, một trận ngày 17, 18, 19 tháng 8, và một trận là gần lúc chúng ta rút ra khỏi thành cổ Quảng Trị, tức là ngày 30 tháng 8 và ngày mùng 1 tháng 9. Mưa tầm tạ suốt ngày đêm, xuống ngầm thì nước đột, ngoi lên thì đạn, mà lúc đấy chúng không chỉ bắn đạn nổ đâu, mà chúng bắn cả đạn hóa học, rồi chúng bắn cả đạn là lửa nữa, để tiêu diệt chúng ta nữa. Cho nên anh em mình hy sinh nhiều lắm. Vuốt mắt cho đồng chí này xong đi, quay sang vuốt mắt cho đồng chí kia. Nói nữa, cái đoạn sông Quật thì lúc đấy là địch đã chiếm được chợ Sải An Tiêm rồi. Nó để súng máy ở An Tiêm, chợ Sải nó bắn ra được cái bến vượt của chúng ta rồi. Thì lúc đấy nó khống chế suốt ngày đêm. Còn ngã cầu sắt chúng cũng chiếm được mố cầu rồi. Mà các đồng chí bây giờ vào tham quan biết mố cầu sắt đến chỗ bến vượt của chúng ta chỉ 300-400 mét. Cho nên anh em mình đưa được một bát đô cơm vào thì cũng không còn. Cái đồng chí đưa cơm cũng bị chết rồi. Có đồng chí còn sống, cơm cũng vãi ra thì lấy cơm lại nắp vào mang vào cho đồng đội. Đồng đội ăn vậy, cho nước vào để quấy lên cho cát nó rơi xuống để ăn. Khổ lắm. Nhất là ở sông Thạch Hạn cái đoạn này, toàn anh em trẻ lắm, 18, 19 tuổi thôi. Có đồng chí chìm xuống sông rồi còn cố ngoi lên mặt nước, mẹ ơi con chết rồi. Ác liệt lắm. Rất khổ. Cho nên cái chiến dịch phòng vệ bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị này, ở trong thành chúng ta giữ được 81 ngày là ta giỏi lắm rồi. Giỏi lắm rồi đấy. Bởi vì là nó đánh như thế mà ta ở được đến 81 ngày. Thế còn khi chúng ta phải rút thì đây là chúng ta chỉ thất bại ở một trận đánh thôi, chứ không phải là một chiến dịch. Mà trong chiến dịch thì ta thắng chỗ này địch thắng chỗ kia, ta thua chỗ này địch thua chỗ kia là một bệnh bình thường. Chúng ta đừng tách cái 81 ngày đêm ra thành một chiến dịch, bởi vì ta tách như vậy sai về nguyên tắc, nó không phải là đơn vị sư đoàn cho nên không gọi chiến dịch được. Và hai nữa là nếu chúng ta tách nó ra thì chúng ta bị mắc mưu của địch ấy. Tức là ngày 16 tháng 9 nó chiếm toàn bộ thị xã Quảng Trị, thế hóa là cái chiến dịch này chúng ta thất bại hoàn toàn. Không phải. Mà chiến dịch này nó kéo dài từ đầu tháng 6 đến trung tuần, đến khi hội nghị Paris có kết quả, tức là 31 tháng 1 năm 1973, thì phải kết thúc cái chiến dịch phòng ngự này. Mà chiến dịch phòng ngự này chúng ta thắng lớn, chúng ta tiêu diệt được là 26.000 tên địch. Chúng ta bắt sống được 71 tên. Chúng ta tiêu diệt 10 và làm thiệt tại nặng 19 sư đoàn. Có 10 sư đoàn thủy quân lục chiến và 9 sư đoàn dù và nhiều đơn vị khác. Chính vì thế cho nên kẻ địch không chiếm được toàn bộ tỉnh Quảng Trị của chúng ta, mà chỉ chiếm được từ bờ sông Mỹ Chánh cho đến thị xã Quảng Trị dài có 16 km thôi. Còn ta vẫn chiếm được, vẫn giữ được
là từ thị xã Quảng Trị trở lại, tức là Do Linh, Cam Lộ, Hương Hóa, Đông Hà, chúng ta còn giữ toàn vẹn. Còn riêng huyện Triệu Phong thì chúng ta chỉ mất 4 xã thôi, còn chúng ta vẫn giữ nguyên như xã Triệu Trạch, xã Triệu Vân, xã Triệu An, xã Triệu Phước, xã Triệu Độ, xã Triệu Long, một phần xã Triệu Thành, toàn bộ xã Triệu Thuận, Triệu Đại là chúng ta còn giữ được. Còn Bắc Sông, Thạch Hãn, chúng ta có 5 xã của huyện Triệu Phong như là Triệu Giang, Triệu Thượng, Triệu Ái là chúng ta còn giữ toàn bộ. Cho nên là cái trận phòng ngự này chúng ta đã thắng lớn và hoàn thành được nhiệm vụ xuất sắc. Chính vì thế mà kẻ địch phải đưa máy bay ra đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và địch biến Hà Nội, Hải Phòng thành thời kỳ đồ đá. Nhưng chúng ta tiếp tục bắn rơi 81 máy bay của